nhà nữa. Có mình đi có mình đi bán mà để có thêm cái bóng Adcock luôn. Ơ mà thịt heo có vẻ thấy bán chậm nhất thì sao ấy nhỉ? Bên này bên kia là có thịt heo này. Đấy là mang về ăn luôn đúng không? Quý ông bà, cô bác và quý anh chị em. Hôm nay thì Khánh đang có mặt ở khu vực này là con đường vào khu vực của giáo sư Vĩnh An đây quý vị này. Giáo sư Vĩnh An thì nằm ven hồ quý vị ạ. Và nhìn khung cảnh từ trên hồ Trị An thì ngôi thánh đường thấp thoáng nổi lên rất là đẹp quý vị ạ. Từ địa điểm này Khánh đang có mặt là trên quốc lộ 20. Thì nếu mình về đi về phía trước thì đến cầu La Ngà thì còn khoảng 7 km nữa quý vị ạ. Và nếu mình đi phía sau này ấy, mình đi ngược về quốc lộ 20 để về điểm đầu tiên là đầu dây ấy quý vị, thì mình đi khoảng 30 km nữa quý vị ạ. Giáo sư Vĩnh An này thì thuộc về, Khánh nghĩ là thuộc về xã La Ngà rồi quý vị ạ. Rồi bây giờ Khánh mời khuyên bà cô bác mình cùng với Khánh vào tham quan khu vực bên trong của giáo sư quý vị nhé. Ngôi thánh đường cũng như khu dân cư có ngôi làng ven hồ không cảnh đẹp lắm. Rồi, xin mời quý ông bà cô bác mình ạ. Để vào được trong hồ thì mình phải đi qua một rừng cây cao su. Mình băng đi khoảng 5 km quý vị ạ, thì mình sẽ tới khu vực của giáo xứ Vĩnh An quý vị ạ. Băng qua một rừng cây cao su quý vị nè. Rừng cây cao su này thì cái mùa bắt đầu mưa xuống thì có nhiều nấm rừng lắm. Trước đây Khánh khi quay YouTube lần đầu tiên ấy thì Khánh cũng có vào đây quay nấm rừng quý vị ạ. Con đường bây giờ thì quý vị thấy đẹp lắm tại vì mát mẻ, có nhiều hàng cây hai bên rất là mát. Nhưng mà trước đây thì con đường này là con đường đất thì cũng rất là lầy lội và khó đi. Con đường bê tông này thì cũng mới được hình thành mấy năm nay thôi quý vị ạ. Trước đây để di chuyển vào trong giáo xứ thì cũng rất là khó khăn vất vả. Giáo xứ Vĩnh An cũng như khu vực làng Vĩnh An trong này ấy quý vị, thì trước đây cũng là bây giờ thì về chính địa chính thì thuộc về xã La Ngà. Còn về giáo hội ấy thì lại là giáo xứ rồi. Trước đây thì là một giáo họ thôi, giáo điểm thôi của xứ La Ngà quý vị ạ. Mời quý vị cùng với Khánh tham quan một chút nhé. Mình đi hết khu vực rừng cây này thì mình sẽ thấy ngôi thánh đường hiện ra rất là đẹp. Đây quý vị ạ, cung đường hai bên có bình thường nó có hàng cây như vậy, đây rất là mát mẻ. Bây giờ thì đường bê tông hóa rồi rất là tiện lợi. Khánh cũng hay phục vụ trong này công việc nghề nghiệp của Khánh ấy quý vị ạ. Thường trong này là hay có những thánh lễ buổi sáng sớm và mình hay phải đi ban đêm.
Bây giờ thì đường bê tông hóa ngon lành vậy, nhưng mà trước đây thì cũng khó khăn để khi đi vào lắm quý vị ạ. Tại vì đi qua một rừng cây cao su như vậy mình cảm giác nó vắng vẻ, và đường thì ngày xưa chưa có nhựa cho nên chưa được đổ bê tông như vậy, cho nên là đi vào bên trong này cũng cảm thấy rất là khó khăn, trơn trượt quý vị ạ. Ngay cả giáo xứ Vĩnh An cũng vậy, cha xứ cũng đổ mất một thời gian rất là dài mới đổ được con đường bê tông ngay phía trước của giáo xứ quý vị ạ. Con đường dốc cũng rất là dốc sâu, và cũng có thể nói trước đây cũng khó khăn đi lại lắm. Quý vị ạ, sau khi từ quốc lộ 20 mình đi vào khoảng gần 5 km đấy quý vị, thì bắt đầu mình tới ngôi làng Vĩnh An quý vị ạ. Gọi ngôi làng Vĩnh An bởi vì ở đây thì có giáo xứ Vĩnh An thuộc về giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai mình luôn quý vị ạ. Về địa danh hành chính thì quý vị có thể thấy ở trên này có bảng huyện Định Quán này, ấp Văn Hóa, ấp Mít Nài. Ấp Văn Hóa, ấp Mít Nài thuộc về xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai quý vị này. Đây là bắt đầu bước vào ngôi làng Vĩnh An. Quý vị thấy này, Khánh cũng bất ngờ lắm bởi vì ngôi làng thì nằm ven hồ. Ngày xưa những con đường đi vào đây rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ thì trong này cuộc sống người ta rất là phát triển. Người dân ở trong này, Khánh nghĩ trước đây người ta trồng cây điều, nhưng mà sau này thì người ta rất là thành công trong việc trồng cái những loại cây ăn trái, đặc biệt là những cây xoài ấy quý vị. Ở đây có những ngôi nhà biệt thự cũng rất là đẹp quý vị ạ. Đây quý vị này. Đấy, thì con đường vào trước đây rất là khó khăn luôn. Ngay cả cái dốc trước mặt của mình đây cũng có nhiều tai nạn lắm, bởi vì trước đây thì con đường này bằng chưa được tráng bê tông thì con đường rất là khó đi quý vị ạ. Và có dốc sâu, một bên là vực, một bên là mương nước nữa. Đây quý vị này, những ngôi nhà trong này khang trang đẹp lắm. Theo Khánh biết thì mấy năm nay thì ở trong này người ta trồng cây xoài nhiều quý vị ạ. Rồi trồng những cây ăn trái, sau này thì có thể người ta trồng cả những cái cây ăn trái như là cây quýt, cây gì đó quý vị ạ. Đây quý vị thấy nhiều căn nhà đẹp lắm. Một ngôi làng ven rừng rồi, đây quý vị thấy đẹp chưa? Rất đẹp luôn đấy quý vị ạ. Đấy, con đường đã được tráng bê tông to, đi lại rất là thuận tiện rồi. Và cách quốc lộ chỉ khoảng 4-5 km thôi quý vị ạ. Đây quý vị thấy nè, ở trong này thì anh thấy là người ta có nhiều gia đình cũng rất là khá giả quý vị ạ. Có lẽ là người ta có nhiều ruộng đất. Đấy, quý vị thấy này, đẹp lắm. Nhà cửa hai bên cũng khang trang lắm. Đây quý vị này, bắt đầu vào con dốc trước của ngôi nhà thờ quý vị này. Con dốc này trước đây cũng chưa, khi mà chưa được trắng nhựa thì cũng nguy hiểm lắm. Đấy quý vị nhìn này, thông thường ra hồ thì hay có những con dốc quý vị nhỉ. Cũng như nhà ấp Bến Nôn ấy, trước khi xuống hồ thì cũng có con dốc. Bởi vì hồ là vùng trũng quý vị ạ. Nước dâng do làm đập thủy điện Trị An ấy quý vị. Đấy, con dốc dài sâu. Trước đây nó cũng là của khu vực dốc nguy hiểm đấy quý vị. Mùa trơn trượt để lầy lội có đấy. Rồi quý vị có thể nhìn thấy kia rồi. Không biết trên điện thoại thì như thế nào, nhưng mà quý vị có thể nhìn thấy ngôi thánh đường thấp thoáng bên phải mình rồi đấy. Ngôi thánh đường nổi bật trên cái nền hồ Trị An. Có khi Khánh đứng từ bên C3 bên kia hồ Trị An, gần khu vực mà có thể nói là giáp với Bình Phước này kia rồi, mình vẫn có thể thấp thoáng thấy ngôi thánh đường này quý vị ạ. Đây quý vị thấy đây có những cây xoài này này. Ở đây được cái Khánh thấy đất đai còn nhiều lắm. Người dân ở đây họ có ruộng rẫy, có đất đai nhiều, cho nên là kinh tế người ta cũng phát triển lắm.
Đấy, quý vị này, bên này xa xa phía trong thì thấy có cả những cây điều lâu năm rồi và những vườn xoài nhiều. Đây quý vị này, ngôi thánh đường khang trang lắm quý vị này. Đấy, đây là ngôi thánh đường giáo sư Vĩnh An, được thành lập giáo xứ thì mới năm 2008 thôi. Trước đây từ năm 1976 thì đã có một giáo họ giáo điểm rồi. Đấy, đẹp lắm quý vị ạ. Đẹp lắm. Ồ. Quý vị ạ, Khánh đang có mặt ở đây là trong khuôn viên của nhà thờ giáo xứ Vĩnh An đây quý vị ạ, thuộc về giáo phận Xuân Lộc và nằm vị trí tại ấp Midnight với lại ấp Vĩnh An của xã La Ngà luôn quý vị ạ. Đây là khuôn viên mặt trước của giáo xứ đây quý vị này. Giáo xứ thì được khởi đầu thành lập theo Khánh được biết thì từ năm 1976 ấy quý vị. Đã có một số giáo dân về vùng này định cư rồi, lập ra giáo điểm rồi. Nhưng mà trước đây thì các cái giáo điểm thì thuộc về sự quản lý của giáo xứ La Ngà. Nhưng mà năm 2008 ấy quý vị ạ, thì giáo xứ chính thức được lên hàng giáo xứ. Đây quý vị thấy tượng Đức Mẹ cũng đẹp lắm quý vị này. Đấy quý vị ạ, ở đây thì Khánh thấy mới khánh thành một cái khu vực bên này là cái nghĩ là nhà nguyện. Rồi phía sau còn đang xây dựng cái gì đó quý vị ạ. Như vậy thì giáo xứ được mới được thành lập chính thức lên hàng giáo xứ vào năm 2008. Tức là đến nay quý vị là được 14 năm rồi quý vị ạ. Ngôi thánh đường giáo xứ đây thì quý vị nhìn thấy rất là đẹp. Nhìn gần thì mình thấy rất là đẹp như vậy. Và khi mình nhìn trên cao thì mình thấy nằm giữa núi đồi. Một bên là những cái vườn vắt nuôi sườn đồi, sườn núi. Và một bên là hồ Trị An đấy quý vị. Rất là đẹp quý vị ạ. Nói thêm nữa thì giáo xứ thì theo Khánh được biết thì hiện nay chỉ có khoảng 320 gia đình công giáo. Và có khoảng 1.700 giáo dân thôi quý vị ạ. Tức là lượng dân công giáo thì... trên thì quý vị có thể thấy tượng Đức Mẹ quý vị này. Tôi nghĩ đây là tượng Đức Mẹ là bổn nặng của giáo xứ. Bổn nặng của giáo xứ là Đức Mẹ Mân Côi. Mình cùng đến gần hơn để mình quan sát sự phía trước của giáo xứ xem như thế nào quý vị nhé. Kết hợp hài hòa giữa đường nét hồn nhiên. Ngôi thánh đường nhìn quý vị thấy ở xa xa thì rất là nổi bật trên cái nền hồ Trị An. Đứng từ bên C3 xứ tượng mình cũng có thể nhìn thấp thoáng ngôi thánh đường nó hiện lên trắng sáng trên nền trời của hồ Trị An quý vị ạ. Đây quý vị xem này. Đẹp. Hành lang rộng lắm quý vị này, được gắn đá nền hết rồi, đẹp lắm. Đây quý vị xem, đây là phía trước thì là những chiếc cửa bằng sắt thôi. Đây, đây là bảng kỷ niệm đây quý vị này. Đấy, ngôi thánh đường này thì được làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng đấy. Thì vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018, tức là cách đây chỉ có 4 năm thôi quý vị nhỉ. Hơn 4 năm thôi nếu mà tính cả tháng quý vị nhỉ. Rồi, mình qua bên này quý vị này. Đây. Đây quý vị này. Như vậy là ngày mùng 9 tháng 9 năm 2019 ấy thì thánh hiến và bàn thờ và nhà thờ luôn quý vị ạ. Như vậy là ngôi thánh đường mới xây xong có 3 năm nay thôi.
nhìn rất là đẹp. Khán sẽ lấy cảnh toàn cảnh flycam để quý vị xem nhé. Đứng ở đây quý vị quan sát ra chung quanh thì quý vị thấy có những hàng cột lớn ở phía trước mà 6 cây cột lớn và nền nhà thờ cũng cao hơn sân trên 1 mét quý vị ạ. 6 cây cột lớn nó cũng thể hiện cái sự uy nghiêm gì đó. Đây là mặt bên hông của nhà thờ đây quý vị này. Phía bên phải khán đây phía trước ống kính luôn là nhà sứ đấy quý vị ạ. Còn khu vực này là nhà thờ quý vị này. Bên hông nhà thờ đây. Ồ, điểm độc đáo là khán thấy có mỗi hai cái cửa bên hông mái phía dưới kia thôi. Phía trên này thì không có cửa nữa. Và quý vị thấy là có một cửa ở gian lồi kia nữa thôi. Bằng sắt, chim bằng sắt, khung kiếng sắt quý vị ạ. Một ngôi thánh đường mới được có khánh thành có hơn 3 năm thôi đấy quý vị ạ. Rồi, quý vị xem sơ như ngôi thánh đường Vĩnh An quý vị nhé. Điểm đặc biệt của nó là khánh nghĩ là nó nằm ở ven hồ, nổi bật trên khu vực hồ Trị An đấy quý vị ạ. Đứng cả bên kia hồ cũng có thể nhìn thấy ngôi thánh đường luôn. Hiện nay thì giáo xứ đang làm thêm khu vực nhà nguyện bên này nữa. Rồi phía dưới khánh nghĩ là nhà phục vụ, nhà giáo lý gì đó quý vị ạ. Đây quý vị ạ, đây là hông nhìn vào thì bên tay trái của nhà thờ. Cứu chuộc tôi, lòng thề quyết bước theo ngài thôi.
chưa có đất trời. Từ lúc thế gian đắm chìm trong đêm tối, Ngài đã phân chia đêm ngày, đã tác sinh muôn loài. Cùng vòng vòng chung quanh giáo xứ một tí để quý vị xem về cuộc sống sinh hoạt của người dân ở đây quý vị nhé. Giờ này khán đến chỉ gần 10 giờ, khán thấy cũng vắng vắng, chắc có lẽ người ta đi làm hết rồi quý vị này. Đây là con đường này thì gọi là con đường hình như là bằng lăng quý vị ạ, có thể qua được cây số 101 Lăng Hà luôn đấy. Đây, đây là ấp Vĩnh An rồi quý vị này, ở ngoài kia thì ấp Vĩnh Mít này. Đây là dãy phố đây. Đây có khu vực chợ nữa. Ở đây thì có một khu vực chợ nhỏ Vĩnh An nữa quý vị ạ. Đây. Chợ nhỏ con nghĩ thì chắc hoạt động buổi sáng nhiều. Hắn đang có mặt ở khu chợ Vĩnh An này. Giờ này chỉ khoảng 10 giờ nhưng mà quý vị thấy vắng lắm rồi này. Đây có thể nói là ngôi chợ quê ở vùng sâu vùng xa. Đấy. Chỉ còn có 1-2 gian hàng thôi. Đấy quý vị, đây là gian hàng bán tạp hóa. Anh thấy ngôi chợ ở chỗ này thì cũng được sửa sang nhiều rồi. Trước đây thì nó vắng vẻ hơn, không được khang trang như bây giờ. Bây giờ thì phía trước các ngôi nhà đã được sửa sang nhiều rồi. Đấy quý vị ạ, ngôi chợ thì chỉ có vầy thôi, ngắn thôi. Chị ơi, chị bán gì ấy chị? Bán gì ấy chị? Bán bánh mì. À, giờ này đã hết rồi à chị? À, thường mấy giờ là có người chị đọc? Sáng 5 giờ. À, 5 giờ à? À, 7 giờ là hết người rồi á. Quý vị thấy chị nói là 7 giờ là hết người. Đây còn mấy trái trứng. Khắn đi quay YouTube chị ạ. À vậy là bây giờ dọn này. Cứ sáng mấy giờ chị mở cửa chị? À 5 giờ ra. 7 giờ đã hết người. Vâng. Vâng. Đấy như vậy là ngôi chợ thì hoạt động mà từ 5 giờ tới 7 giờ rồi quý vị ạ. Trong này còn mấy gian hàng với bé. Ở đây thì có một hạt tạp hóa nhỏ. À, đây là gian hàng bán thịt heo quý vị nè. Còn mấy miếng thịt heo. Tại vì đâu mới thỏ tay là thỏ tay bà đi bán gì bà? Bà đi bán cái gì bà? Đi quét chợ này, bán gì à? À bà đi quét chợ à? À ngày nào cũng quét à? À nhà nước họ thuê bà à? À nhà nước họ thuê bà trả lương cho bà hay sao cơ? Không, nhà nước không có trả. Vậy á? Những người bán hàng họ trả cho bà cơ à? Vậy đấy. Vậy nhà bà ở đâu bà? Nhà bà ngay cổng chùa Long Ảnh. À chùa Long Ảnh là lối đi bằng lăng ấy khoảng vài dặm. À phía sau nhà thờ kia. Ngay cổng chùa. Và vậy bà có đạo Công giáo không hay là theo bên lương cơ? Bà chưa có đạo mà. À vậy bà nghe. Ở dưới trời. À và vậy bà có ông luôn đó cơ? Ông mất rồi còn hai mẹ con. À có hai mẹ con rồi. Con thì bị tai nạn. Ờ vậy cơ, bị sao bà? Đè thối hết. Cái gì nó đè à bà? Bô xe. Bô xe á? À như vậy là bị té trong bô nó đè lên. Đi từ Nam Đồng về nó nóng quá. Nóng quá xong mình bị té xe. Nó đè. Ồ. Không, cái thằng kia nó tông vô. À nó tông vô xong mình tông té ra. Nó nghèo, nó không có tiền đè. À không có tiền đè luôn. Nhà thương 7 tháng. Và kìa có ai gọi bà kìa. Đây là bà quét chợ quý vị ạ. À có con chuột. Cô đang nói bà là có con chuột. Đây còn chúc người vậy à, và cụ tự quét chợ vậy. Ơ rau này hôm nay còn nhiều với chị đồng. Vâng. À này rau chuối không chị đồng? Rau chuối với rau muống kia kìa.
À, một ngày chị bán ở đây được nhiều không chị Đồng? Bán có thể bán được từ hơn 100 ký à. À, hơn 100 ký à? À, bán lẻ. Cả bún nữa. À, bán cả bún nữa. Có cả giá nữa. Giá mình làm hay là giá ấy đấy chị Đồng? Giá đi lấy của ta. À, đi lấy thôi. Thấy giá này hơi còm. Họ ít cho thuốc. À. À, họ ít cho thuốc đấy. À, cái dưỡng chất cho nó mập ấy thì đây họ ít cho. À, cái này ở trong này họ làm luôn á chị, xong rồi để mối cho mình á. À, vậy đó. Ở trong này người dân người ta đi làm rẫy, đi làm rẫy là chính với chị nhỉ? Không buôn bán giờ rẫy vườn giờ nó rẫy đi làm công ty. À, trẻ thì làm công ty. Công ty ở La Ngà á ta? Ở ngoài Phú Cường với lại ở à, có người còn đi cò đất nữa, đất cũng lên giá rồi à? Đất lên giá. À, vậy đấy. Còn họ trồng xoài còn nhiều không ta? Có trồng xoài nhiều. Ừ. Trồng xoài là nhãn nè, quýt nè. À. Rồi là gì, có sầu riêng nữa nè. Trời ơi, có cả nhãn nữa. Ồ. Bưởi. Ôi trời, nhiều lắm đi không nè. À. Nào cũng có. Đấy, nhiều. Vâng. Trong này cũng nhận được cái đất trồng nhiều. Nhiều đất. Và đánh cá thì là chỉ những người ở dưới kia, họ Campuchia, họ gì họ đánh cá thôi nhỉ? Anh đi điều tra gì nhỉ? Đi quay YouTube. Anh có đi hả? Ừ. Hôm nay quay theo với em không? À, đi đi tìm mà, đi tìm mà. Theo em một ít độc lạ, đi tìm độc lạ. À, không. Có chỗ nào có gì độc lạ đi. Đi và đi quay cả ngôi làng Vĩnh An vậy mà. À. Quay YouTube cho cha bác ở xa xem. À. Ở đây thấy có vẻ cô bán thịt heo này nhàn nhất đấy nhỉ? Đúng rồi, nó võng nhà nhé. Ờ. Nhà nó. Có mình đi có mình đi bán mà lại có thêm cái võng ác cóc luôn. Ờ. Mà thịt heo có vẻ thấy bán chậm nhất thì sao ấy nhỉ? Đúng rồi. Ờ, tại bên này bên kia đều có thịt heo này. Đang chờ chưa biết. Giờ mà ấy có ăn nhá anh. Còn rồi ăn đủ rồi. À không, ấy là mang về ăn luôn đúng không? À, vậy đấy. Mà đã hàng quá đâu có ăn. Ờ, bây giờ mình mang về, mình cất đi vậy á, hay mình mang đi chỗ? Không, về về nhà mình ăn. À, về nhà, nhà kho mình ăn, hoặc muộc mình ăn. Vậy à? Ăn hết nướng ăn. À, vậy hết thì đâu? Hết nữa. Vậy thì vậy thì đâu có sợ súng ký nhỉ? Không, không. Đây, thịt heo. Đó, thịt heo. Và chắc mình nói chơi chứ mình mang đi chợ khác mình bán chứ nhỉ? Không, vậy không à? Bán đâu. À, đấy, kỳ bác ạ. Cô bán thịt heo đây, vừa bán hàng vừa có cái võng. Thế thịt ế là mang về nhà thưởng thức luôn. Đây là ông nào đây? Ông bán thịt heo luôn à? Dạ. Không, hình như anh. Đây là ông em. À, ông em đi chơi. Chơi và... Đấy, chợ còn có mấy người về thôi. Đấy. Đến hết rồi anh ơi. Vâng, mà sớm nhỉ? Rồi. À, người ta đi, à đúng rồi, người ta mua sớm, người ta về ăn thì đi rẫy nhỉ? Dạ, đúng rồi. Vâng. Đấy, hết người rồi. Và à, đúng rồi, còn đây là mấy người gọi là hay ngồi nói dóc đây. Đây hai người. À, chào chị. Lâu gặp anh trai đẹp trai tên Tán. Đấy, và đây đây. Xấu thì em phản là nói chuyện đâu. Ồ vậy à. Ăn xấu lắm, ăn để che mặt này thì xấu lắm. Trai mới nói chuyện đó, xấu thì dễ gì. À, đúng rồi. Đấy, khi bác thấy đi Đông Tây Nam Bắc rồi mà đến chỗ Vĩnh An này là thấy có cô bán thịt heo là sướng nhất. Thịt heo còn thừa là có người dọn về cho luôn. Dạ. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. À, có thêm cái võng nữa. Thôi, chào mọi người, chào anh chị nhé. Mình... và mình quay YouTube cân người Việt Nam ấy, là bạn và xem nhá, đây là người Việt Nam anh ạ. Và quay chơi cho cha bác ở xa xem vậy mà. Được mấy ngàn người. Vậy là mừng quá, hôm nay được thêm một cô đăng ký đây nữa. Fan hâm mộ còn gì nữa, fan hâm mộ ăn còn gì. Ừ đấy. Vâng. Mai mốt mình nhận fan nhá. Ừ vậy nhá. Rồi, thấy cảm ơn nhiều nhá, đi ạ. Và bye bye. Vâng. Vâng. Và đi lạc này gặp bà cụ đây. Và bà cụ đây ở chỗ chùa, bà không có đạo gì hết, không phải bên lương mà không phải bên công giáo nhỉ? Chưa có đi đạo nào. Và thấy bà quét rác ở đây cái gì ạ? Còn bà thì bị tai nạn thế bảo thối cái tay là được. Thôi con lấy cái này này,
500 ngàn bà nhá. Phần giúp bà của chị Phạm, bà cảm ơn chị Phạm đi nhá. Và đấy, bà nói cảm ơn chị Phạm cái là được. Rồi bà nói đi, bà nói cảm ơn chị Phạm. Dạ, cảm ơn chị Thần. Cảm ơn cô Thần. Vâng, rồi, được rồi, em giúp bà tí vậy nha. Rồi, thưa bà đi ạ, vâng. Vâng, không có gì, vâng. Đấy, quý vị ạ, rồi bà đây gặp bà cụ để giúp bà luôn. Không thôi, không có mấy dịp để đi. Rồi, bà về nhá. Vâng, vâng, dạ, vâng. Quý vị ạ, vậy là mình vừa rời chợ, thôi vừa lấy một chút quà của chị Mary giúp bà cụ đây quý vị này, bà cụ quét rác ở chợ vậy. Hey, con đi bà ra. Và quý vị ạ, ở trong khu vực Vĩnh An này, ấp Vĩnh An luôn quý vị ạ, thì có 2-3 con đường, hai con đường, một con đường ban nãy anh có nói là ra lẻ một đấy, người ta gọi là đường Bằng Lăng ấy. Thì cạo tay phải thì ở đó cũng nhiều nhà dân lắm, sinh sống nhiều, ruộng đấy nhiều lắm. Còn con đường này là con đường đi thẳng qua nhà thờ, đi thẳng vào trong hồ Trị An quý vị này. Như quý vị ban nãy em có nói chuyện ở chợ đấy quý vị. Thì trong Vĩnh An này thì người ta trồng nhiều thứ loại cây quý vị nhỉ. Có đi làm công ty nữa rồi trồng đu thứ cây, có cả cây nhãn, cây sầu riêng, rồi cây xoài nhiều quý vị nhỉ. Bây giờ hắn cũng quay một chút đường phố để quý vị xem thêm về ngôi làng Vĩnh An, ngôi làng ven hồ vậy quý vị nhé. Đây quý vị ạ, ở trong này thì nhà cửa cũng khang trang lắm. Đây có một cái khu vực nữa, đi vào nghĩa trang trong này nữa. Đây có bảng thông báo là cấm xây nhà cũng như là cây nhà trên đất nông nghiệp cũng như là phân lô bán nền đấy quý vị ạ. Tại vì ở trong này thấy các chị ở chợ nói là cũng buôn bán bất động sản cũng phát triển lắm, mọi người đua nhau buôn bán bất động sản đấy quý vị. Đây đấy quý vị này, có những cây xoài cũng lâu năm lắm rồi. Ở đây người ta trồng xoài cũng nhiều nhiều, như là người dân ở giáo xứ Trúc Lâm ấy, ở Phú Lâm ấy, người ta trồng lúa ấy quý vị ạ, hầu như nhà nào cũng có xoài nhiều. Đây, ăn xây cổng đẹp quá. Đấy, những cái xài thấp thoáng với quý vị này, nếu mình đi vào những con đường trong rong thì nó có nhiều hơn. Đây, phía dưới này là bắt đầu tới hồ Trị An rồi quý vị này. Khu vực hồ Trị An thì quý vị thấy này, mọi khi nước dâng là tới đây đây quý vị ạ. Nước dâng là có thể nói tới đây luôn. Nhưng mà hiện nay thì nước rút xa bờ rồi. Mình thấy tít xa xa bên kia là hồ có nước ngoài kia thôi quý vị kìa. Bằng cá được cái chị nhỉ? Bằng cá hả? Vâng. Đi qua đường. Ồ, đường bên kia á? Đường ngay nha. Chỗ... Đến đây có cái đường qua đồi cá. Đấy, cái đường ở... À, đi qua đồi cá là chỗ mua cá ở đấy cả. Chứ ở ngoài này trước đây họ mua cá nhưng mà bây giờ họ nghỉ đấy à? Không, mấy vừa ra đường này, nó mà vừa nó nước lên thôi, rồi họ chuyển qua đôi cả. À, vậy ạ cơ. Vừa ra chạy xuống đường này, vừa nó nước lên cùng một, chuyển qua đôi cả. À, vậy đấy, cảm ơn chị. Mình đi làm gì, có xà beng ấy? À, đi chặt măng. À, chặt măng ăn đó cơ. Quay phim nhá. Vâng, vậy là con đường đấy là con đường vào đồi cá mà bây giờ đó. Bây giờ mua bán cá ở đây đấy. Và rồi, chị đi lấy măng về ăn hay bán cơ? Đi lấy măng về đi bán á, bán rồi. À, nhà mình có rẫy xong có nhiều măng lắm à? À vâng, để chị đi nhá. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng. Đây, chị đi lấy măng về bán quý vị ạ. Mùa mưa này thì nhiều măng lắm. Ờ, như vậy là quý vị ạ, khu vực này thì trước đây nó là đường ra cảng cá, bởi vì mùa nước rút ấy, thì người ta di chuyển ra càng xa bờ người ta mua ấy, người ta đi theo những con ghe để bán. Hôm trước quay bến nước thì một số người ở trên này họ không bán ở đây được nữa, bởi vì nó rút nước xa nhưng mà bùn nhiều quá, người ta đi lại không được ấy. Thì người ta lại qua bên khu vực cảng cá Bến Nôm người ta bán. Bây giờ thì mình đến khu vực trong này ở khu vực chùa Đồi Cá quý vị ạ, là nơi mà có những cái cảng cá thu mua ở đây. Ông chắc đứa con ơi đồ, tình của Chúa lớn hơn đại dương.
cõi đời.